Hello mọi người cho mình xin lỗi vì cứ ra chuyện trễ lịch hoài nha, thực sự thì mình có thể kết thúc chương sớm, nhưng như vậy thì sự kiện trong chương đó chưa kết thúc, nên đành kéo dài thời gian để viết đến lúc kết thúc. À anh em nào chưa đăng ký thì cho mình xin một đăng ký kênh luôn nha, hi hi, cảm ơn mọi người đã nghe chuyện của mình, hôm nay sẽ là chương 38, Ultima, Carrera và Testarossa gục ngã. Quay trở lại trận chiến của Carrera, trong tác động của kết giới, Carrera hầu như không có biểu hiện suy yếu nào, không phải cô có thể kháng lại nó hoàn toàn, mà đơn giản là do lượng ma tố khổng lồ và chất lượng cao hơn đủ để ngăn bất cứ hiệu ứng nào. Nhanh thôi, ngươi sẽ thấy được hậu quả của việc tự cao, kiêu ngạo. Phó đoàn trưởng không thấy biểu hiện lo lắng nào của Carrera, nên cô cho nó là sự tự tin thái quá và quá kiêu ngạo với sức mạnh mà thôi. Nhiệt quang pháo, phó đoàn trưởng thấy Carrera không có bất cứ phản hồi nào, mà chỉ ném cho cô ta một khuôn mặt với nụ cười chế giễu mà thôi. Thấy thế cô ta quyết định dùng ma pháp để tấn công, một lượng nhiệt lớn tụ tập trên ma pháp trận, mục tiêu duy nhất của cô ta chính là phá hủy đi cơ thể vật lý. Chỉ cần cơ thể vật lý mất đi, những ác ma sẽ nhanh chóng bị suy yếu. Ầm, tia sáng mang nhiệt lượng cao lao thẳng đến người Carrera, lượng nhiệt mà chiêu thức phát ra còn làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Ồ, một loại ma pháp nhỏ trong nhánh ma pháp hạch kích sao? Carrera có thể nhanh chóng xếp loại cho những ma pháp thuộc nhánh mà cô chuyên dùng, để ta cho ngươi thấy thế nào mới là ma pháp hạch kích. Nói rồi Carrera đưa tay ra phía trước, cô khống chế chính ma lực trong đòn tấn công của đối thủ, khuyết đại hiệu năng và sức công phá, sau đó là ném nó lại cho đối thủ. Mọi chuyện được Carrera xử lý cứ như là một chủ doanh nghiệp đang quan sát và sửa lỗi của công nhân. Hút, đòn đánh bị ném lại với tốc độ còn nhanh hơn ban đầu rất nhiều. Khiên ánh sáng, phó đoàn trưởng biết mình đã không kịp tránh thoát, nên đã quyết định chống đỡ lại. Một tấm khiên hình tam giác, được tạo nên từ ánh sáng thần thánh, lấp lánh, ầm, vù, vụ va chạm đã làm cho lượng lớn nhiệt lượng bị giải phóng ra môi trường xung quanh, mặt đất, cây cối, nước, mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng đều bị phá hủy. Các ngươi là lũ quái vật từ đâu ra thế hả? Không thể nào cái đất nước nô lệ đó lại có những người mạnh như các ngươi. Phó đoàn trưởng tức giận hét lớn, nếu nơi đó có ba người này thì không thể nào họ có thể thuận lợi lấy tài nguyên và rời đi như hiện tại. Chả phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta đến từ nơi mà các ngươi gọi là chủng tộc nô lệ. Được rồi, có vẻ Ultima đã tiến hành giao ước, vậy ta cũng nên thực hiện thôi. Tắt, Carrera ngán ngẩm với những câu hỏi và lời nói, cô quyết định thực hiện giao ước. Âm thanh một cái búng tay vang lên, xung quanh phó đoàn trưởng ngay lập tức xuất hiện hơn 10 khối cầu đen tuyền, bên trong mỗi khối cầu đều có một nguồn ma lực gần như là cô đặc và vẫn đang cô đặc hơn nữa, một loại ma pháp hạch kích loại nhỏ. Carrera đã cố gắng khống chế ma lực thành những khối nhỏ để tạo ra chúng, rắc rắc, không gian xung quanh phó đoàn trưởng bắt đầu run rẩy vì sức ép của ma lực từ những khối cầu, đa kết quang thuẫn, phó đoàn trưởng nhanh chóng cảm nhận được điều không hay, vì thế mà đã nhanh chóng kích hoạt nhiều tấm khiên ánh sáng cùng lúc, tạo thành một hình tứ diện bao phủ cô vào bên trong. Ầm ầm ầm, mỗi khối cầu bắt đầu phát nổ, cái đầu tiên phát nổ liền tạo ra một chuỗi nổ tiếp theo cho những khối cầu còn lại. Vù, Carrera không muốn hạ cô ta ngay, nên đã không để cho những khối cầu hình thành nên những hố đen mini. Phó đoàn trưởng chật vật bay ra từ trong đống khói bụi ma lực, những lớp lá chắn đã bị phá hủy gần như là toàn bộ, tuy nhiên chúng vẫn có thể bảo vệ được cho cô ta. Nhờ thêm hiệu ứng từ ma pháp trận và kết giới mà cô ta nhanh chóng hồi phục. Ồ, hồi phục khá nhanh đấy. Carrera hơi kinh ngạc khi thấy khả năng hồi phục, nhưng không cần tốn quá nhiều thời gian cô đã biết được nguyên nhân của nó. Tinh la pháo, phó đoàn trưởng thấy Carrera bất ngờ và đang suy nghĩ, cô liền chớp thời cơ kích hoạt một ma pháp trong hệ thống ma pháp hạch kích khác. Đúng với tên gọi, những tinh quang tụ tập lại một tia sáng chứa sức tàn phá kinh khủng hình thành và bắn vào Carrera. Thử kết giới thứ nguyên, lần này Carrera không thể khống chế năng lượng bên trong đòn tấn công được nữa, cô đành phải dựng lên kết giới phòng thủ. Trong đống ma lực hỗn loạn mù mịt, một đợt sóng xung kích chết chóc lan ra, Carrera quyết định kết thúc mọi việc trước khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Carrera trong khi cố nắm quyền kiểm soát ma lực từ đòn tấn công của đối phương, cô đã phát hiện có thứ gì đó đang ngăn cản quá trình đó. Testarossa đưa đám nhóc đi ngay, khi sóng xung kích được kích hoạt, thì đồng thời Carrera và Ultima cùng nhìn về phía Testarossa và đám nhóc sau đó hét lớn, về phía Testarossa, cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm nên đã dừng trận chiến của đám nhóc lại. Và một cổng dịch chuyển được cô xây dựng, tách, khi đám nhóc vừa bị cô cưỡng ép bắt đi vào, thì một tiếng búng tay vang lên, ngay lập tức đợt sóng hủy diệt và lĩnh vực hủy diệt mà Carrera dựng lên bị sụp đổ hoàn toàn.
cả kết giới mà Ultima tạo ra để tra tấn đoàn trưởng cũng bị phá bỏ, hiệu ứng độc cũng tương tự mà bị hóa giải, rầm rầm, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng và những người lính khác trong quân đoàn ngay lập tức ngất đi. Cứ như thể ai đó muốn họ như vậy, xoẹt xoẹt, từ hư không, không một chấn động nào, một thực thể bí ẩn xuất hiện, hắn ta phát ra hào quang tà ác dày đặc, đến mức không ai có thể quan sát được hình dạng thực sự của hắn. Ngươi là ai mà dám xen vào trận chiến của bọn ta hả? Carrera khó chịu khi có người phá hủy những ma pháp của cô. Mặc dù thế nhưng cô vẫn biết hắn ta rất mạnh. Cả ba người đều không dám lơ là, những kết giới phòng ngự đa thứ nguyên đã được khởi động, bọn chúng là những quân cờ của ta, các ngươi đừng có mà quậy tung bàn cờ như thế. Người bí ẩn không quan tâm đến cả ba người, mà quan sát đoàn trưởng và phó đoàn trưởng. Hiện tại tình hình đoàn trưởng gần như là trở thành phế nhân, linh hồn đã bị phá hủy gần hết, còn phó đoàn trưởng thì vẫn còn bình thường. Các ngươi quậy tung bàn cờ của ta, ta phải sắp xếp lại, để lại lời nói vang vọng. Hắn ta biến mất vào không gian không ai còn cảm nhận được sự hiện diện. Ultima, như bản năng, Testarossa và Carrera nhìn qua Ultima, không biết từ bao giờ, cánh tay phải của cô đã không còn nữa. Kết giới phòng vệ gần như không có một chút tác dụng nào, chuyện gì thế? Ultima vẫn không biết được chuyện gì đã xảy ra với bản thân, cô bỗng nhiên thấy cơ thể mình bị thiếu mất một phần, hắn ta là quái vật nào vậy chứ? Carrera căm tức khi không thể phát hiện được họ bị tấn công như thế nào. Khởi nguyên sự thống khổ Senaro, tuyệt diệt độc thần Kenos, khi cả hai còn đang suy nghĩ tìm phương án đối phó, Ultima giải phóng toàn bộ năng lượng và kích hoạt hai kỹ năng tối thượng của mình, có giỏi thì ra đây, Ultima dùng tất cả hiệu ứng của hai kỹ năng vào tay còn lại sau đó tung một quyền về phía trước. Lượng lớn hiệu ứng và năng lượng cùng tụ tập. Không gian và thời gian đều sụp đổ, cũng nhờ đó mà cú đấm đã chặn được đòn tấn công tiếp theo của đối thủ. Xoẹt xoẹt, ngươi đoán được hướng tấn công của ta sao? Người bí ẩn chỉ cho rằng việc Ultima đỡ được là điều may mắn, nhưng không phải thế. Khi phân tích vết thương cô đã tìm ra được một vài thông tin trong đó, có thể vì tính cách giống nhau mà Ultima khá thân với Zico. Vậy nên cô cũng biết được phần nào năng lực thời gian mà Zico sở hữu. Khi nãy phân tích vết thương cô phát hiện có sự sai lệch của dòng thời gian, vậy nên Ultima mới dùng toàn bộ năng lượng vào hai kỹ năng, và may mắn thay nó đã ảnh hưởng được đến dòng thời gian. Ồ, thì ra là như thế. Trong khi người bí ẩn còn bất ngờ với việc Ultima đã làm, thì cô đã chia sẻ những điều này cho Carrera và Testarossa. Các ngươi có vẻ khó nhằn hơn ta nghĩ. Ta không thích sự bất ngờ xảy ra trong kế hoạch của mình nên các ngươi sẽ bị tiêu diệt. Người bí ẩn đưa ra quyết định của mình khi thấy biểu hiện của cả ba, mặc dù hắn biết với chút ít khả năng ảnh hưởng đến thời gian đó, không thể đụng được đến gã, nhưng hắn ta vẫn quyết định loại bỏ mọi yếu tố bất ngờ, xoẹt, xoẹt. Một lần nữa, hắn ta lẫn vào dòng thời không riêng của mình. Testarossa, Carrera lần này nhờ hai người, em không thể đồng thời kích hoạt cả hai kỹ năng trong một khoảng thời gian tới đâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi cô sinh ra, Ultima phải bỏ đi sự kiêu ngạo mà nhờ vào người khác. Thấy thế hai người kia cũng không chế giễu hay trêu chọc, sau khi theo Rimu và chứng kiến những đối thủ mạnh, cũng như những thứ sức mạnh mới, họ đã ngày ngày thay đổi dần. Vù, trong tay Carrera xuất hiện một cây súng, nhưng cô không có ý định dùng nó ở hình dạng này, như hiểu được ý muốn của chủ nhân nó biến đổi thành một thanh kiếm, tỏa ánh sáng vàng lấp lánh, nhờ cậy vào ngươi, cũng tương tự Ultima. Carrera lần đầu tiên kêu gọi sự giúp đỡ từ vũ khí, cô đã coi nó là cộng sự của mình. Khởi nguyên hủy diệt Azero, hắc quang chi thần Adora, tương tự như Ultima, Carrera cũng kích hoạt cả hai kỹ năng tối thượng. Với người sở hữu lượng ma lực khổng lồ, cô vẫn có biểu hiện cạn kiệt ma lực. Khi chỉ mới kích hoạt được khởi nguyên hủy diệt Azero, nó đã tiêu hao gần 70% ma lực, trong khi kỹ năng còn lại chỉ tiêu hao 20%, lượng lớn hiệu ứng và ma lực được dồn vào thanh kiếm. Không gian vốn dĩ đã sụp đổ sau những gì Ultima đã làm, thì bây giờ họ đã hoàn toàn ở trong hư không, với hiệu ứng hủy diệt không gian kia đã chính thức bị xóa sổ. Có chăng vì Carrera chỉ tập trung vào thanh kiếm mà lục địa vẫn được an toàn, xoẹt. Carrera chém ra một nhát về phía trước, một tuyệt kỹ mà cô đã phát triển dựa trên những cơ sở mà Azera đã dạy. Chiêu thức được Azera miêu tả là sự tĩnh lặng của hủy diệt, đến cả CL cũng từng công nhận nó có thể gây ra sát thương chí mạng cho Rimuru. Rắc rắc rắc, nơi lưỡi kiếm đi qua, hư không bị xé toạc một lần nữa, người bí ẩn cũng xuất hiện ra, không, không thể nào. Ngay bây giờ, khi thấy thời không riêng của bản thân bị cắt rách một đường, hắn ta không thể không kinh ngạc. Khi hắn bị lộ ra, Carrera đã ngay lập tức báo hiệu cho Testarossa, tuyệt diệt thần quang, một tia sáng lan tràn khắp không gian,
Nó mang đầy đủ tất cả hiệu ứng từ khởi nguyên sinh tử Bobit và y nghĩ chi thần Bresol, mọi hiệu ứng được Testarossa tính toán và sắp xếp một cách tối ưu nhất. Ciel cũng từng xác nhận nó có khả năng xóa bỏ một người trong nhóm Kongji, chết tiệt, ta không nương tay nữa, người bí ẩn thấy khả năng của mình bị người khác phá vỡ được, nó đã đụng đến lòng tự trọng của hắn, hai bên va chạm vào nhau, cả nhóm Ultima bị sóng xung kích đẩy lùi ra sau, khi mới ổn định lại thân hình, thì một áp lực đè ép bao trùm, ken ken ken. Sau đó là tiếng động như những mảnh ghép kim loại va chạm vào nhau, hắc giới, gã bí ẩn cứ như một đứa trẻ bị chọc giận. Hắn tạo ra những mặt không gian rồi ghép chúng lại, một thế giới khác đang được xây dựng, xem ra hành trình của chúng ta sắp kết thúc rồi, sau tất cả, họ đã gần như là cạn kiệt ma lực, mặc dù những lời phát ra không phù hợp với chủng tộc của họ. Nhưng đây là sự thật, ha ha, vậy thì chiến đến lúc cuối nào, cứ chấp nhận nó thì quá là mất mặt đấy, Carrera cười to, trên mặt không có sự lo sợ, mà ngược lại là sự hưng phấn, nhưng sự thật lại không như thế. Nỗi sợ đã bắt đầu nhen nhóm nhưng họ đã cố đè ép nó xuống, vù vù, cả ba dùng tất cả năng lượng của mình chuẩn bị cho lần quyết chiến cuối cùng, ngu ngốc. Ầm ầm ầm. Thấy thế người bí ẩn đã tạm dừng việc thiết lập, ngay tức thời xuất hiện cùng lúc trước ba người, sau đó đánh mỗi người một quyền làm cả ba bị đánh lùi về sau, hí hí, việc này vui hơn, như thể nhân cách bị biến đổi, một kẻ điên loạn. Hắn cười khi thấy sự chật vật của ba người, tên đó là thể loại gì thế? Testarossa cảm nhận được tính cách của người bí ẩn như một kẻ điên. Nó lại đổi từ giống trẻ con thành điên loạn, vù vù, hắn ta lần này hoàn toàn dừng việc xây dựng lại, rồi bay vút về phía ba người, ầm, ầm, ha ha, vui ghê, hắn cười thỏa mãn với khung cảnh cả ba bị hành hạ thê thảm, cả ba không còn sức để đối kháng lại, họ liên tiếp phải hứng chịu những đòn tấn công, nó còn kèm theo hiệu ứng phá hoại. Liên tục là những đòn tấn công liên hoàn. Họ không thể né được nó, quỵ xuống, cuối cùng hắn ta cũng dừng lại, cả ba đã rất thê thảm, họ không thể làm được gì. Cơ thể mỗi người đã đầy vết thương, một phần cơ thể Testarossa và Carrera đã bị thổi bay, không thể giữ cho cơ thể tự cân bằng được nữa. Ngoài ra có lẽ Ultima là thê thảm nhất, gần như không thể tiếp tục di chuyển được, ha ha ha, tiêu diệt hết bọn chúng. Cả kia thì như mất kiểm soát, cười vui thích thú mà tận hưởng, rít, tiếng rít của năng lượng khi bị hút đi quá nhanh vang lên, một kỹ thuật khống chế tối thượng được thi triển, Rimuru-sama, thần xin lỗi vì sự kém cỏi của mình, cả ba đã bất lực đứng nhìn thứ sẽ kết thúc hành trình dần lao đến, hiện tại cả ba đã không còn bất cứ cách nào để có thể trốn thoát được. Sự khao khát sức mạnh trong họ tuôn trào, họ không muốn kết thúc như thế này. Gần như là đáp lại sự khao khát mạnh liệt, cả ba đồng thời cảm có sự nhạy cảm mãnh liệt với không gian và thời gian, thời không riêng của họ đã dần hình thành, nếu kích hoạt được thì việc trốn thoát khỏi đòn kết liễu kia là có thể, nhưng họ đã không thể làm được, lượng ma lực còn sót lại đã bị rò rỉ từ những vết thương. Chết đi, ha ha ha. Nhìn thấy sự tuyệt vọng, kẻ bí ẩn liền thấy thích thú và tận hưởng nó, tay ra, cô đứng lại cho tôi, trong khi một bên thì tuyệt vọng, một bên thì đang tận hưởng sự tuyệt vọng đó. Thì lại có tiếng hét vang lên, kèm theo đó là hai thực thể với ma lực khổng lồ bay xoẹt qua, cái thứ gì chắn đường quá vậy, tay ra thấy quả cầu đang chắn đường đi của cô, liền tiện tay ném nó lại và cầm đi luôn. Ta vừa cứu ba người của phe ngươi đấy, lo mà chăm sóc cho họ đi, tay ra quay lại nói với Misa, người đuổi theo cô suốt thời gian qua, trong khi đó như cố tình không biết đến người bí ẩn đã tấn công nhóm Testarossa, đúng hơn cô không muốn chạm mặt với hắn. Cô đã biết chuyện này đúng không hả Tây Ra, Misa hét lớn, cô có cảm giác Tây Ra cố tình kéo cô đến đây để cắt đuôi. Ba người không sao chứ, Misa kinh ngạc khi thấy tình trạng của ba người, không ai là còn cơ thể lành lặn. Sau khi cả nhóm được giải nguy, họ đã cùng Misa trở lại nơi ở của họ, còn tên bí ẩn gây ra những vết thương cho nhóm Testarossa, khi phát hiện ra Misa và Tây Ra hắn đã im lặng và tránh đi. Chương này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã nghe truyện đến lúc này, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và comment góp ý cho mình nha. Hẹn gặp anh em ở chương sau.